Chiếc xe buýt này lội xuống sông Seine ở Paris. Đây là hình thức du lịch mới, kích thích sự tò mò của nhiều du khách tại thủ đô của Pháp. We were in the Eiffel Tower earlier today, so it's cool seeing the bird's eye view from Eiffel Tower and then being out on the ground and in the water on the boat, seeing all the different neighborhoods and cities, parts of the city and whatnot. It's very cool. Marcel là tên của chiếc xe buýt lội nước phục vụ khách du lịch đầu tiên ở Paris, dài 11 mét. Khi di chuyển xuống nước, bánh xe trở thành bánh lái, giúp điều hướng dưới nước. Vỏ của xe buýt được làm bằng nguyên liệu tương tự như vỏ thuyền, chống thấm nước. Xe lội nước có nguồn gốc từ đệ nhị thế chiến, sau đó đã được cải tiến thành xe chở khách tại nhiều thành phố trên thế giới. Trước khi đi vào vận hành từ năm 2021, xe Marcel của công ty Les Canards de Paris đã dành gần 10 năm để nghiên cứu, làm hồ sơ và xin cấp phép hoạt động vì khả năng đặc biệt vừa đi trên bộ vừa lội nước. Donc, ici, on a un gouvernail qui nous permet de nous diriger dans l'eau et on a une hélice qui nous permet d'avancer dans l'eau. Mais ce qui est intéressant avec un véhicule amphibie, c'est que le gouvernail il fait cette taille, il n'est pas très grand, mais à l'avant on a deux énormes roues comme ça. Que si on tourne le volant dans l'eau, les roues vont s'orienter et elles vont nous donner une très bonne manœuvrabilité. Donc en fait, on peut naviguer avec le gouvernail, mais aussi avec les roues, ce que les bateaux ne peuvent pas forcément faire. Công ty Les Canards de Paris cũng đang nghiên cứu thiết kế một chiếc xe lội nước chạy hoàn toàn bằng điện, đáp ứng tiêu chuẩn về sinh thái để trở thành chiếc xe lội nước sinh thái đầu tiên trên thế giới, với mục tiêu hoàn thành trước kỳ Thế vận hội 2024. Tuy nhiên, mục tiêu này hiện khó khả thi vì cần phải được tòa thị chính Paris cho phép sử dụng các trụ sạc điện và cần phải đi sâu vào trong trung tâm Paris. This is the ultimate houseboat. If you enjoy home comforts and the peaceful sounds of the sea, this is the house for you. It's perfect for anyone who loves nature, the sea, and luxury living. The houseboat boasts a home cinema, a smart entertainment system, and a 360 panoramic view of the water. These homes are perfect for couples and even families. You can decide between having one or two bedrooms, and even the choice of multiple bathrooms. The deck is also perfect for entertaining yourself and guests. It has room for sun lounges, a barbecue, and even a jacuzzi. This yacht is also the best place to get that summer tan. It has a 50-meter roof terrace, perfect for those long summer days. Starting price of these luxury houseboats are €175,000. So you better start saving up.